Dạ kính thưa cô chú anh chị các bạn, thì hôm nay anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương tự di chuyển từ Bình Dương để sang Thành phố Hồ Chí Minh để đi tìm một số đối tượng đang có thể là nghi ngờ tống tiền một người hiện nay là đang một thanh niên đang bị lừa, bị bán ở Campuchia. Đối tượng này đang đòi tiền chuộc số tiền là 75 triệu mới thả người các bạn. Anh em đang di chuyển và cầm tiền sang để di chuyển để hy vọng là tìm được thanh niên này, người đàn ông này. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết câu chuyện này. Và đây có thể là những cái câu chuyện nào buôn bán tống tiền trong thời gian diễn ra thời gian vừa qua. Hiện nay anh em đang phục kích một tên tống tiền các bạn 75 triệu. Theo thông tin gia đình chia sẻ thì hiện nay có một gia đình bị một người có thể là nghi ngờ sang Campuchia và có thể đăng lên trên mạng trên Facebook các bạn. Giờ chính vì lý do như vậy cho nên là hiện nay có đối tượng nó bây giờ chuộc bỏ 75 triệu thì chắc thang rồi. Anh em đang đứng căn ở tại Thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Đó, anh em đang căn. Đó, anh em đang căn mắt nè, anh em đang căn mắt nè. Đó, hiện nay anh em đang căn. Đó, từ từ để đến tiền, để lấy tiền xong á, để lấy tiền xong đó. Đó, tóc xanh tóc đỏ vàng, để lấy tiền á, tóc xanh tóc đỏ tiêu vàng. Tiền anh em đang căng đó, rất nhiều anh em đang căng nhé. Đây đối tượng này là rất chuyên nghiệp, rất chuyên nghiệp. Nhiều. Em cho anh hỏi, em cho anh hỏi em nhận tiền gì vậy? Em nhận tiền gì vậy? Em cho anh hỏi em nhận tiền gì? Dạ. Em nhận tiền gì vậy? Dạ, không biết anh Hiệp. Anh Hiệp à? Anh Hiệp đâu? Dạ, anh Hiệp mà em ở Bình Cam. Bình Cam à? Dạ. Anh Hiệp là anh nào? Dạ, anh Hiệp là cái anh của An Quyên. Anh nhờ hiện tại em học luôn đây nè. À, em đang sinh viên hả? Dạ. Em sinh viên ở đâu? Dạ, có thẻ sinh viên không? Dạ, không, em cầm theo. À, sinh viên thì không có thẻ hả? Em cầm theo kìa. Hả? Em học trên ngôi thương. Nhưng mà sinh viên thì không có thẻ. Dạ. Bây giờ em nhiêu tuổi rồi? Em cho anh hỏi em tên gì? Dạ, Nguyễn Hoàng Khang. Họ tên đầy đủ là gì em? Nguyễn Hoàng Khang. Nguyễn Hoàng Khang, Khang nhiêu tuổi rồi? Dạ, 19. Em nguyên quán ở đâu? Dạ, Khánh Hòa. Khánh Hòa hả? Khang cho anh hỏi là hôm nay em đang nhận bao nhiêu tiền đấy? Dạ, anh Thiệt kêu là 75 triệu. 75 triệu, đây em nhận được nhiêu rồi? Dạ, em tím là tầm 78 triệu. Vậy là chủ nhà bo thêm cho em 3 triệu hay sao? Dạ, nãy anh này nói là anh Hiệp nói là để anh Hiệp hỗ trợ cho em thêm 500 đô. À. Thì em nói là em hỏi dưới khoảng giá không như cho bên em hỏi không đủ. À. Dạ, anh này nói là anh Hiệp... Rồi, thế bây giờ chuộc người, thì bây giờ người đâu em? Dạ, em chỉ không biết, em chỉ nghe anh Hiệp... Thế bây giờ em gọi cho anh Hiệp đi. Cái gì không sao? Chuộc người 75 triệu. Đây, người đang đâu rồi em? Anh thì nói dạ, là anh Bình Cam ở chỗ em không biết, tại anh Điệp nói thôi. Ồ, thế bây giờ em gọi, xem bây giờ người đâu, tiền thì em cầm người ta rồi, em phải thả người chứ. Tiền em nhận người ta rồi, bây giờ em phải thả người. Tại anh Điệp chi vô được. Đâu, anh Hiệp là nào? Anh Hiệp anh trai của em hả? À, nó được điện, không. Không được điện, nhưng bây giờ anh đang hỏi này, Hiệp là ai? Dạ, anh Hiệp. Anh ruột đúng không? Anh họ. Anh họ, nguyên quán ở đâu? Dạ, ở Thanh Hóa. Thanh Hóa, em là ở đâu? Khánh Hòa. Khánh Hòa, mấy Thanh Hóa thì không thể anh em họ được. Không, mẹ với mẹ mà nó. À, Hiệp họ tên đầy đủ gì? Dạ. Anh Hiệp họ tên là gì? Đúng rồi, Nguyễn Quốc Hiệp. Hả? Nguyễn Quốc Hiệp năm nay nhiêu tuổi? Dạ. Người ta là đưa người sang Cam đúng không? Dạ không, anh tới chuộc người bên đó. Chuộc người bên Cam hả? Dạ. Bây giờ là có chính xác, bây giờ là cái người mà bị đang đòi chuộc 75 triệu đó, người ta đang ở đâu, đang bị nhốt ở đâu? Dạ, chỗ đầu em cũng biết, anh Hiệp chỉ nói. Không, em bỏ tin nhắn anh xem nào. Em đâu biết đâu, em chỉ là nghe điện không anh. Em giờ đang ở đâu đây? Em đang ở đâu? Ở Thành phố Hồ Chí Minh em đang ở đâu? Ở đây là Bình Thạnh, em đang ở phường mấy? Phường 13. Phường 13, quận Bình Thạnh đúng không? Dạ. Em ở sinh viên hả? Dạ. Em ở mấy ai? Dạ. Em sinh viên khoa nào? Khoa tài chính. Hả? Tài chính hả? Bây giờ là Hiệp báo tin cho em là nhận dùm 75 triệu hả? Dạ. Bây giờ anh trước mắt anh chưa biết là cái cuộc giao dịch này là em chuộc người bao tiền? Em nhận buôn bán giữ người hay không? Nhưng mà anh đang thấy là anh đi qua ngang đường, anh phát hiện là em đang nhận của người ta là 75 triệu. Anh đang ghi nhận nhá. Em bỏ tiền vào giỏ rồi đúng không?
Bây giờ là người ta bây giờ nếu mà em nhận tiền mà em đưa người ta về là ok, còn thì nếu không thì anh sẽ đưa em vào công an. Bây giờ có cách nào em liên hệ cho Hiệp để đưa Hiệp về được không? Hiệp nói là nhận tiền bao giờ sẽ thả người. Dạ, xin nhận tiền chuộc đưa cho Hiệp rút cho mà đổi đây từ bên cho mà đưa cho bên chuộc. Bên chuộc là bên nào nữa? Là cái bên người giữ người á. Bên giữ người là bên nào? Em không biết. Ai giữ người? Em không biết. Bây giờ giữ người là cái người họ tên người bị giữ là họ tên là gì em biết không? Dạ, em bên thôi em không biết. Em không biết họ tên người ta bao nhiêu tuổi em biết nguyên quán ở đâu? Anh biết là anh Hiệp kêu em chỉ là anh Hiệp nhờ em người Thanh Hóa. Dạ. Nhờ em là người Phú Yên hả? Em ở đâu? Khánh Hòa. Khánh Hòa. Hai người biết nhau lâu chưa? Bạn biết lâu chưa? Anh họ. Nhờ em từ khi nào? Dạ, mới nãy em đang học. Mới đang học. Nhờ em nhận tiền dùm để thả người. Dạ. Em đếm lại cho anh số tiền. Xin chào quý vị các bạn. Thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên, đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, Erythrocyte chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Nhớ bao nhiêu tiền này? Em đếm này, em bỏ bao lâu em đếm nào? Em đếm tiền này chưa nào? Em tự em đếm không? Tự em đếm. Em đếm đi, em bỏ em đếm em bao tiền? Em nhận tiền em phải đếm đàng hoàng chứ, thiếu tiền người ta sao? Không, tự em cầm. Không, em để em ngồi đếm, không, tiền của em. Em nhận rồi, tiền em cầm đi. Em cầm em đếm đi. Đang ngủ rồi, đúng rồi. Em đếm đàng hoàng mà thiếu tiền người ta mất công lắm. Đây là đối tượng này đang nhận 75 triệu các bạn. Nhận này nói là sẽ thả người ở bên Campuchia. Đó, nhưng mà thực sự là có thả hay không thì anh em chưa xác nhận. Nhưng mà trước mắt là nhận tiền. Đó. Bao nhiêu? 53, em đếm cho cái cọc lên đây là nhiêu? Coi chừng em cầm tiền hỏi này bay hết tiền giờ em. Anh Hiệp có thường xuyên nhờ em đi nhận tiền này không? Em trai đang đếm tiền của chú chị. Rồi tổng cộng bao nhiêu tiền em? 99 nào em tiếm thì sai rồi chứ 100 nó không ai 99 cả. 95 này cộng thêm. Là bao nhiêu? 140 triệu hả? Rồi em nhận 140 triệu. Rồi em rút nó rõ đi. Em cho nhỏ là em nhận lần tiền là lần thứ mấy rồi? Không, trong này thôi. Hả? Đâu cái Facebook của em à, Zalo của em đâu rồi? Em mở Zalo anh cho nào. Em mở Zalo cái Zalo mà nói chuyện với em đâu rồi? Facebook cái Facebook đâu rồi? Đâu cái Facebook đâu? Em để máy này bấm. Không có điện ai nha. Đâu cái thế em nói là em tên Hiệp, cái người tên Hiệp đâu? Em xem nào.
Tên là em là tên Hiệp hay gì? Em ơi, Hiệp. Một mình em 2 2 lick Facebook đúng không? Đúng. Phải không? 2 Zalo đúng không? Không, Zalo một Zalo này. Đâu cái lick đấy là em nói chuyện đâu? Zalo của Facebook hả? Lấy em nói chuyện đâu? Cái lick đấy em nói chuyện đâu? Thôi bây giờ này em để điện thoại trong giỏ đi. Tút điện thoại trong giỏ đi. Em cất tiền trong giỏ đi. Bây giờ trước mắt là anh chưa biết là cái cuộc giao dịch này của em là em có thả người hay không? Thì em không có biết, em nói lúc đầu rồi. Không. Em chỉ nghe anh nói thôi. Em sinh viên là cái nhất là anh thấy là em là không phải sinh viên rồi. Em nhá. Bây giờ là trước mắt anh chưa biết là đúng hay sai, bây giờ anh nhờ công an để làm việc. Nhá. Được chưa? Đó rồi. Bây giờ người nhà gọi công an đi, gọi công an đi. Đâu rồi mẹ em gái đi đâu rồi? Em gái bây giờ là sao? Bây giờ gọi công an nhá. Rồi rồi gọi công an đi. Đâu mẹ đâu, gọi mẹ gọi công an đi em. Không, em hủy cái chuyến cho. Không. Không, không, em không hủy gì cả. Cho bé này giữ đi, bé bị hại giữ đi. Rồi, em gọi công an đi em. Không, không, bỏ trong cặp đó. Bỏ cặp đó, rồi khóa lại đi. Không, tiền nó giữ rồi, không mất, mất nó chịu. Bây giờ gọi điện mẹ đâu rồi? Mẹ em đâu, gọi công an đi. Mẹ em đâu? Gọi công an đi cô. Gọi công an phường xin số, gọi công an phường. Phường Bình Thạnh. Phường 25 em không số luôn đó. Phường 25 quận Bình Thạnh. Phường 25. Số nhà, xem số nhà mấy nè. Số nhà kìa. Rồi mình có sao mình có nói vậy nhá. Đeo đẩy đi ông mày. Bây giờ là chồng em bị bắt sang Campuchia đúng không? Phải không? Ai là người nhắn cho em? Facebook ai tên? Ai tên là gì? Facebook tên là gì? Anh có gửi tên gì em? Dạ anh tên là Phát nhưng mà anh chẳng cho anh tên là Hiệp. À. Anh có gửi thằng Phước cho em. À. Anh nói là anh có một người, lúc đầu anh nói là có một người em, một cháu gì đó, anh kêu em hỏi. À. Anh kêu em là anh xuống đây gửi tiền cho anh này, anh chuyển qua cho anh còn để anh xuống rồi. Nha. Anh nói là em. Ô, cất tiền đi kìa. Em, cho tiền vô giỏ. Không, cho tiền vô giỏ. Em nhận tiền vô giỏ, mất là em đang chịu nha. Cho tiền vô giỏ. Tiền. Này, đừng có tầm bậy nghe không em. Em nhận tiền em nó không biết là không được luôn nha. Nhận tiền của ta rồi đút vô giỏ đi. Nhận tiền đút tiền vô giỏ. Không đúng không? Bây giờ có bằng chứng rồi, bây giờ hiện nay là em trai này cái là nói là bây giờ nhận tiền rồi, đến tiền rồi rõ, nhưng nó là không biết. Không. Đúng không? Em nó không biết đúng không? Không. Rồi, thôi kệ đi. Tiền ở đây là quay lên phim rồi từ đầu. Mẹ bé rồi, ông Quan Phường tới đi. Rồi bây giờ là người nhà mình đang bị nhốt ở đó đó đúng không? Anh nó nói là bị nhốt ở bên Campuchia, là nó bị đánh. Đội bị đánh đúng không? Bị đánh hôn mê hả? Bị làm gì? Bị đánh hôn mê đúng không? Xin người dân lấy số công an phường nè. Coi chừng nó chạy nha. Em đi bây giờ đi bằng cái phương tiện gì em? Hả? Grab hả? Mình có sao mình cứ nói vậy đi, không có sợ đâu. Em lắm. Hả? Mất tiền luôn rồi. Đó. Ấy. Mất tiền luôn rồi. Sắp tải rồi.